Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa huynh đệ anh em, thưa quý vị, hôm nay chúng ta bắt đầu có dịp để gặp nhau, bàn bạc và nghiên cứu qua các lời chỉ dạy của các bậc thánh hiền, nhằm mục đích là chúng ta rút tỉa ra những kinh nghiệm và những điều mà chúng ta cần phải thực hiện trong cái đời sống tu tỉnh. Và hôm nay chúng ta sẽ có dịp bàn về tên gọi của Ngũ Công Vương Phật. Đây là một cái đề tài ngoài sấm giảng của Đức Thầy chỉ dạy, nhưng đã thuộc về trong phái hệ Bửu Sơn Kỳ Hương. Ngày xưa Đức Phật Thầy Thái An đã truyền cho Đức Cố Quảng đi cấm 5 ông thẻ, và 4 ông thì 4 nơi, và 1 ông thì cấm ở điểm trung ương. Trung ương tức là ông thẻ mật. Ông thẻ đó thì không ai biết ở đâu, nhưng sau này thì có một vài vị người ta có một cái niềm tin nào đó lên trên núi ông cấm, trong cái hang đó vựng một cái phiến đá và cho đó là trung ương. Là bởi vì cái cung vàng điện ngọc của thánh chúa sau này sẽ từ nơi núi ông cấm, theo cái cách hiểu của người tu Bửu Sơn Kỳ Hương cũng như Phật giáo Hòa Hảo, qua cái lời chỉ dạy của Đức Thầy của chúng ta, là lầu đài núi cấm lộ nay mai. Thì chính cái điểm đó chúng ta mới thấy rằng là có những vị người ta nghĩ trung ương trên núi cấm thì cũng có cái lý của nó. Nhưng mà xin thưa quý vị, ở trong một cái cảnh giới nào đi chăng nữa thì luôn luôn có các bậc gọi là hộ tế thiên vương. Hộ tế tức là hộ trì. Thì cái người nào mà muốn được vào trong cái cảnh giới thanh tịnh đó thì phải được sự gia trì hộ độ. Thành ra 4 ông thẻ là một trong những hộ tế thiên vương của cái thời kỳ sau này, khi mà thánh chúa ra đời, khi mà Đức Di Lặc khai mở Đại Hội Long Hoa, thì người đó phải có tu hành để đi vào những cái cửa Đông Tây Nam Bắc đó, mà được dự đời Thánh Đức Thượng Nguân, cũng như nghe Đức Phật Di Lặc thuyết pháp mà chứng quả. Thì 4 cái ông thẻ đó và cùng ông thẻ trung ương là 5, đi theo cái truyền thuyết của Á Đông của chúng ta gọi là Ngũ Công Vương Phật. Như vậy thì chữ ngũ là 5, chữ công là bậc trưởng thượng, bậc lớn, bậc ông á. Vương Phật tức có nghĩa là vua Phật. Thường thường mà truyền bá chánh pháp là chư đại Bồ Tát, mà hộ trì chánh pháp, giữ gìn chánh pháp là phần lớn là tất cả các bậc Phật thị hiện. Cho nên vào cái thời của Đức Phật Thích Ca đó, Ngài truyền đạo theo cái hệ thống kinh điển Đại Thừa.
Khi mà Đức Phật diễn bài chánh pháp để cứu độ chúng sinh thì Ma Vương đã có lên cái lời thệ nguyện là nơi nào có chánh pháp là nơi đó có mặt của Ma Vương đến khuấy rối. Thì xin thưa, lúc bây giờ tại nơi một cái bờ biển có cái vị Long Thần hộ pháp, thì vị Long Thần hộ pháp đó cắm một cái thanh gươm ở dưới bãi cát và thệ nguyện rằng nơi nào có chánh pháp là nơi đó có sự có mặt của Ngài để gia trì và ủng hộ Phật pháp. Cho nên thưa quý đồng đạo, ngày nào chúng ta có tu thì đều có sự gia trì. Gia trì đó là của Long Thần hộ pháp, mà Long Thần hộ pháp không ai lạ hơn là chư Phật thị hiện. Cho nên trong cái thuyết của Đông Phương chúng ta gọi các vị ấy là Vương Phật. Thì trong cái phái hệ Bửu Sơn Kỳ Hương có nói đến bốn cái vị trí, và cái vị trí trung tâm, mỗi một vị trí biểu thị cho một màu giống như ngũ hành. Là bởi vì ngũ hành đó là bốn chất kim mộc thủy hỏa thổ. Bốn chất này là bốn chất tạo dựng nên cảnh sống, tạo dựng nên cái cảnh giới. Cho nên lấy bốn màu tượng trưng cho cảnh giới thanh tịnh, và chúng ta cần phải đi qua cái ngưỡng cửa đó. Cho nên Trung Ương Quỳnh Đế tượng trưng cho màu vàng, Đông Phương Thanh Đế là tượng trưng cho màu xanh, Nam Phương Xích Đế là tượng trưng cho màu đỏ, Tây Phương Bạch Đế là tượng trưng cho màu trắng, và Bắc Phương Hắc Đế tượng trưng cho màu đen. Như vậy thì tất cả các màu này để hòa nhập lại, để trở thành một cái cảnh giới hoàn toàn thanh tịnh. Thì ở trong giáo pháp của Đức Phật, cái cảnh giới của chánh pháp, để hộ trì chánh pháp thì cũng có năm vị như thế. Thì cái vị thứ nhất hồi nãy chúng ta đã nói, đó là Tổng Mục Vi Đà Thiên Vương, tức là Long Thần hộ pháp. Ở phương Đông thì có Trì Quốc Thiên Vương, ở phương Nam thì có Tăng Trưởng Thiên Vương, ở phương Tây thì có Quảng Mục Thiên Vương, ở phương Bắc thì có Đa Văn Thiên Vương. Như vậy thì Trung Ương Quỳnh Đế thích ứng với Tổng Mục Vi Đà Thiên Vương là bởi vì sao? Tổng mục tức là trung ương. Trung ương là đầu mái, là gom nhiếp, là thâu nhiếp tất cả. Cho nên gọi là tổng mục. Mà tổng mục là sao? Cũng bao quản tất cả. Cho nên cái điều thứ nhất mà chúng ta muốn nói, Trung Ương Quỳnh Đế là thích ứng với Tổng Mục Vi Đà Thiên Vương. Thì cái Tổng Mục Vi Đà Thiên Vương gọi là Vô Vi Pháp Tướng. Mà vô vi pháp tướng thuộc về mật, chúng ta không thấy. Nơi nào có sự phá hoại của ác ma là nơi đó có mặt của Tổng Mục Thiên Vương. Thì giống như cái Trung Ương Quỳnh Đế là cái vô vi, chúng ta không thấy, chúng ta không biết ở đâu. Nó không có phạm trù, nó không có số liệu, nó không có chỗ ấn định, chỉ phỏng ở nơi đó thôi, chứ không có chính xác là nơi nào. Từ chỗ đó chúng ta muốn vào Trung Ương thì chúng ta phải làm sao? Sống với vô vi của tự tính, sống với tâm niệm bất nhiễm của tự tâm của chính mình. Cái cửa đó là cái cửa chánh. Từ xưa đến giờ chúng ta luôn luôn sống với hữu vi, đúng sai phải quấy hơn thua. Vì chúng ta ở cõi trần
là cõi cảm nhiễm. Ở cõi trần là cõi sanh diệt, và chúng ta luôn luôn sống với sanh diệt cảm nhiễm đó. Từ chỗ đó chúng ta cần phải có cái nền tảng để tu lên từ từ. Chúng ta phải biết điều nào thiện để chúng ta làm, và chúng ta cũng biết điều nào ác để chúng ta bỏ. Nhờ có biết thiện biết ác, nhờ có rạn đục tầm trong, tránh ác làm lành, thì cái con đường của chúng ta đi lên. Thì như vậy chúng ta vẫn là tu tập. Từ chỗ đó chúng ta không thể nào sống được với tổng mục, không sống được, không thấy được tự tâm, tức là không thấy được trung ương. Cho nên thưa chư đồng đạo, anh chị em chúng ta, huynh đệ mình, khó có thể mà đi vào cửa này. Cho nên chúng ta có thể đi các cả các cửa khác. Đó là cửa Đông, cửa Nam, cửa Tây và cửa Bắc. Và chúng ta bắt đầu bàn bạc những cái điều mà chúng ta vừa nói trên, qua cái lăng kính, qua cái cách nhìn của người con Phật trong vấn đề ngũ công dương Phật với cách nhìn của Phật giáo. Xin thưa với quý vị, Đông Phương Thanh Đế là tượng trưng cho màu xanh, cai quản cái đường đi vào ở phương Đông, đó là ngài Trì Quốc Thiên Vương. Trì Quốc Thiên Vương á thì dạy chúng ta tu hành đại đạo. Thưa quý vị, đại đạo là gì? Là cái con đường lớn, con đường rộng, cái con đường không có ngăn cách. Cho nên chúng ta phải biết cái chánh yếu là chúng ta phải tu tập nơi tự tâm của mình. Cho nên á, cái chữ trì quốc đó tức là bảo vệ quốc. Bảo vệ quốc có nghĩa là đem cái an lạc bình yên cho mọi người. Nhưng cái sự trì quốc trước nhất đó, xin thưa quý vị, đó là bảo hộ chính mình. Cái người bảo hộ chính mình là người có tinh thần tự độ. Mình tu mình phải tự độ được mình phải giác ngộ được mình mới có thể giúp đỡ người này người kia. Cho nên chúng ta hiểu được Đông Phương Thanh Đế là chúng ta hiểu Trì Quốc Thiên Vương, là chúng ta học nơi hạnh của ngài là hạnh đại đạo, tức là cái con đường tu tỉnh để làm sao cho mình tự giác ngộ. Đây là một cái nền tảng căn bản thiết thực mà xin thưa với anh chị em mình. Nếu mà mình tự giác ngộ được thì cái gì trên cuộc đời này chúng ta cũng có thể giác ngộ. Giác ngộ để thấy được mình, giác ngộ để buông bỏ những cái nỗi khổ niềm đau, những cái rạn nứt trong tâm hồn của chúng ta từ ngàn xưa đã dày xé, đã làm cho chúng ta khổ đau. Cái người giác ngộ là người biết nhìn thấu để mình từng bước mình đi lên trên con đường của mình. Xin thưa quý vị, cái tự giác á, nó giúp chúng ta rất nhiều trong cuộc đời an lạc, bình yên trong sự tu tỉnh. Quý vị nhớ, Đức Phật xưa kia ngài chỉ thấy cảnh sanh, già, bệnh, chết, thì ngài tự giác ngộ rồi. Ngài không cần ai nhắc nhở cả, bởi vì ngài nghĩ rằng cái khổ đau của chúng sinh thì cũng là chính cái khổ đau của chính mình. Cái con đường của những con người trong cái kiếp sống đi qua thì cũng là con đường của chúng ta đi, chúng ta cũng sẽ đi qua như vậy. Nếu thấy người khác chết, trong lòng luống xót xa, chẳng những xót cho họ mà còn nghĩ đến ta. Con đường của chúng ta đi, con đường của họ đi rồi chúng ta cũng đi như vậy. Và đó là một bài học, một sự kinh nghiệm trong đời sống tu tỉnh. Huynh đệ mình chắc có lẽ gặp người già, gặp người bệnh, gặp người chết cũng rất nhiều. Và đôi khi mình đi thăm bệnh, hay mình đi đám hộ niệm, đám tang, rồi mình gặp người khác chết, mình cũng đau xót, mình cũng khổ. Nhưng mà về nhà cái
một vài giờ, một vài ngày cái mình quên. Cái nó qua cái chân đó rồi, chúng ta cảm thấy nó bình thường nữa. Chúng ta quen với trần cảnh. Cho nên cái tinh thần tự giác của chúng ta nó không có lớn. Chính cái tinh thần tự giác không lớn đó, chúng ta không có đủ điều kiện sống với cái con đường lớn, là cái con đường tự độ. Cái con đường đi trên cái sự giác ngộ mà tự độ mình, để giải thoát cho mình, để mình đi ra khỏi sinh tử khổ đau, khỏi trầm luân bụi bặm, mình chưa đủ. Cho nên xin thưa quý vị, các bậc mà tôn túc chỉ dạy chúng ta đó, là luôn luôn chúng ta lúc nào cũng phải dán cái chữ tử ở trên đầu. Dán cái chữ tử trên đầu để làm chi vậy? Để biết rằng chúng ta có thể chết bất kỳ giờ nào cũng được hết. Vậy thì mình đi ra ngoài nghĩa địa mình dòm, có những người 70-80 chứ ha? Nhưng có những người cũng 40-50 chứ. Nhưng có những người 20-30 chứ. Như vậy thì ai cũng có thể chết. Cho nên từ chỗ đó hiểu được cái vô thường của kiếp sống. Và chúng ta cũng giống như chỉ mành treo chuông. Từ chỗ đó mình mới bỏ bớt những cái lòng tham đắm hơn thua phải quấy. Mình bớt nhìn cái sai trái của người này người kia, để mình tự giác ngộ. Đôi khi tại sao những cái sai của người khác mà khiến lòng mình khổ đau, mình buồn phiền, mình tự ái khi cái khổ của người khác tới, là lòng của chúng ta chưa thật sự giác, chưa thật sự tự độ, chưa thấy người khác mà sai trái thì chúng ta là tự độ, chúng ta nhìn ngay nơi mình. Đây là cái cương mục mà giác ngộ tự độ của mình. Cái căn bản thiết thực trong đời sống tự độ giúp cho chúng ta cảm nhận và thấy được cuộc đời này bằng cái con đường đi lên, chúng ta không dám chậm trễ được. Từng bước tiến tu đều mang cho chúng ta đến cái sự an lạc. Và từng bước để chúng ta đi lên, để tiến đến con đường giải thoát. Cho nên gặp những cái trở ngại của cuộc đời đều là bài học kinh nghiệm để luôn nhắc cho chúng ta. Thưa quý vị, Ngài Nhan Hồi là đệ tử của Khổng Tử, nhưng Ngài có một cái điều hay mà Khổng Tử thường nhắc đến, đó là Ngài không bao giờ phạm lỗi hai lần. Một lần là Ngài có kinh nghiệm. Tại sao? Ngài có tinh thần tự độ tự giác cao, cho nên cái việc đó sai trái thì sẽ dứt phát, không để xảy ra. Cái việc đó mà trải qua trước mắt của Ngài, Ngài cảm thấy được, và từ đó Ngài không dám quyết sống cuộc đời phạm hạnh. Còn mình cũng thấy khổ, cũng buồn, cũng thấy thương, cũng này kia vậy, nhưng mà qua rồi thì thôi, không còn có cảm giác nữa, chừng nào khác thì tới. Cho nên cái tinh thần tự độ giác ngộ của chúng ta, để hộ trì cho chính bản thân của chúng ta, làm như nó chai lì vậy đó, nó chai cứng rồi. Giống như mà mấy cô mấy chú mà hấp bánh bông lan mà nó chai đó, hấp hoài cho tới khét, nó không có nở được. Mình phải làm sao đừng để cái chai lì đó, mà mỗi một lần nhìn như vậy là chúng ta luôn nhớ để quyết chí tinh tấn quyết tu. Vào cái thời của Đức Phật thì Ngài cùng đi với Ngài A Nan và một số đệ tử trên cái bờ sông, thì gặp một cái bầy bò cũng khá khá nhiều lắm, cả 100 con gì đó, số lượng tôi cũng quên rồi. Thì tắm hay mấy con bò nó vui, nó giỡn, nó cùng với nhau. Thì Đức Thế Tôn mới hỏi Đại Đức A Nan là có thấy cái bầy bò đó chăng? Đại Đức A Nan nói dạ bạch Thế Tôn, con thấy. Và con thấy những con bò rất là vui vẻ, đang tắm và đang hút đùa giỡn với nhau. Đức Thế Tôn nó bầy bò đó hồi lúc trước nó nhiều rất mấy lần vậy.
Và mỗi lần người ta bắt, người ta đem làm thịt một vài con thì nó cuống quýt lên, nó sợ. Nhưng xong rồi thì cũng thôi. Thì tới khi người ta cho cỏ ăn rồi đem xuống tắm thì nó quên đi cái chuyện mà hồi nãy có người bắt giết. Và nó vui vẻ, nó hút vậy. Và hồi trước cái bầy bò đó rất là nhiều, mà bây giờ còn nhiều. Thì mấy con bò đó nó quên đi rằng cái niềm vui của nó không có trọn vẹn, và nó có thể chết bất kỳ trong ngày, không biết mình sẽ chết giờ phút nào. Thì xin thưa quý vị, câu chuyện cho chúng ta thấy một cái khía cạnh là cái cuộc sống nhân sinh đó, Đức Phật muốn ví dụ cho chúng ta biết cái cảnh sống của những chú bò kia, cái mạng bấp bênh, không biết cái người chủ đem ra làm thịt lúc nào, cũng giống như chúng ta thôi. Và con bò không cảm nhận được cái chết nó đến với mình từng ngày, và đồng loại của mình đã ra đi rất là nhiều, trên phân nửa rồi. Nó không biết bữa nào đây tới mình, nhưng nó chưa cảm nhận được chuyện đó. Để ý thức cho chúng ta biết rằng sự giác ngộ của chúng ta chưa cao, thì làm sao mà chúng ta có thể giác ngộ ai được? Cho nên mình phải cần biết rằng cái khổ đau, cái vô thường nó luôn luôn chi phối chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải có sự tinh tấn, cần có sự tu trì. Và chính sự tinh tấn tu trì đó mới có đủ điều kiện để chúng ta ra khỏi luân hồi sinh tử, để một ngày nào khi đối diện với tử thần, là xin thưa quý vị, chúng ta đã học được Đông Phương Thanh Đế qua cái lăng kính của Phật giáo, đó là trì quốc thiên dương. Chúng ta có đủ điều kiện hộ trì cho cuộc sống của mình, và đủ điều kiện để trợ duyên cho mọi người trong tinh thần Phật Pháp, để rồi trong cuộc sống này chúng ta có thể giúp đỡ nhiều người trong quê hương mình được giác ngộ. Và đặc biệt hơn, chúng ta giúp đỡ mình có đầy đủ tín tâm, có đầy đủ con đường tu hành, đi trên cái con đường giác ngộ gọi là đại đạo, để đối diện với cái chết. Chúng ta được đi vào một cái cửa thanh tịnh, một cái cửa giải thoát. Cho nên mình còn học được một việc nữa, thưa chư quý vị. Mình học được một điều cực kỳ quan trọng. Thưa anh chị em mình, biểu thị của Đông Phương Thanh Đế, tức là Trì Quốc Thiên Vương, thì trong tay của ngài cầm một cái đàn. Thì cái cây đàn là giáo pháp. Cái tiếng đàn là giáo pháp. Cái điều này thì anh chị em huynh đệ mình đọc trong sấm giảng của Đức Thầy chúng ta rất là nhiều. Đàn ta vốn thiệt không dây ha. Xin thưa quý vị, đàn là biểu thị cho giáo pháp, mà giáo pháp là con đường thanh tịnh giác ngộ, mà quan trọng nhất đó là con đường của sự trung đạo. Cho nên mình hiểu được Đông Phương Thanh Đế là mình hiểu được cái con đường trung đạo qua giáo pháp tu hành. Thì trung đạo không thái quá, không bất cập. Sống một cuộc đời từ thân đến tâm trong cái sự mà trung dung, nhẹ nhàng, hài hòa, để từng bước chúng ta có thể tiến lên. Cho nên đó, cái con đường đầu tiên mà Đức Phật kinh nghiệm được giáo pháp và ngài giác ngộ để cứu độ chúng sinh đó, đó là con đường trung đạo. Trong sấm giảng Đức Thầy chúng ta cũng nhắc lại, khi mà nhận thức được cái con đường trung đạo thì Đức Phật mà giác ngộ mới nói pháp tứ đế, độ đề trước hơn chắc pháp, và chỉ con đường trung đạo cho người hành theo. Là xin thưa với tất cả anh chị em mình, ở trong Phật giáo cái phần đó có kể một câu chuyện là lúc mà Thái tử, Đức Phật còn là Thái tử, thì ngài trong cái hoàn cảnh mà ngài đang nhịn đói, thì khi mà ngài đến một cái mức mà cái sự chịu đựng của trần gian mình chắc không ai chịu nổi,
cũng quá gắt rồi. Thì lúc bây giờ có một cái vị chư thiên, vị chư thiên có mấy thị hiện để gợi cái lòng của thái tử. Thì cái vị này mới mới đem cái cây đàn ra, mà cái dây đàn dùng cho nên đàn, cái bản đàn nó không có hay. Vị này, vị chư thiên này mới thấy như vậy, mới so cái dây đàn lại và dặn cái dây đàn thiệt là thẳng. Thì đàn dây đàn kêu mà nó đứt dây. À, như thế thì chư thiên đó mới nối dây đàn đồ, chỉnh dây đàn ở mức độ vừa phải, không thẳng quá, không dùng quá, thì cái tiếng đàn nó du dương, cái tiếng đàn nó hay. Thì đây là một trong những cái bài giáo pháp mà Đức Phật kinh nghiệm. Và từ đó Ngài bắt đầu đi xuống sông Hằng, uống một bát sữa của một người phụ nữ cúng dường, và Ngài xuống sông Hằng tắm rửa. Lúc bây giờ Ngài sống với cái con đường trung đạo và ngầu dưới cội cái Bồ Đề. Thành ra chư đồng đạo mình hiểu ở Đông Phương Thanh Đế là ngoài cái vấn đề mà học con đường rộng lớn là đại đạo, thì chúng ta phải biết học nơi Ngài là học giáo pháp, học của sự trung đạo. Và nếu chúng ta có giáo pháp, có trung đạo là cái con đường của chúng ta đang đi vào của cảnh Thượng Quan Thánh Đức, của cảnh giới tốt đẹp mai sau này. Cho nên anh em mình đừng có nghĩ rằng mình hôm nay mình viếng ông thẻ này, viếng ông thẻ kia, sau này mình được vào cửa. Cái chuyện đó tôi nghĩ không phải vậy đâu. Mà quan trọng là chúng ta tu như thế nào, tâm của chúng ta như thế nào. Các ngài biểu thị cho chúng ta biết để cho chúng ta cố gắng tu tập, chuyển hóa tâm thức của mình để đúng với cái nguyện lực của các ngài đã chỉ dạy. Và chính tâm của chúng ta sống được với cái đại đạo, sống được với con đường của giáo pháp của trung đạo, tức là chúng ta đang đi vào cửa Đông Phương Thanh Đế. Còn bây giờ mình hơn thua phải quấy, tâm mình không điều hòa được, cuộc sống này chúng ta không điều hòa được, chúng ta không sống được với giáo pháp, thì xin thưa quý vị, dù cho chúng ta có ở nơi đó đi chăng nữa thì cũng chỉ là hình tướng, chúng ta không vào đâu được hết. Cái của người tu của chúng ta đi vào đó là trái tim mình, là tấm lòng mình, là con đường giác ngộ của tự tâm của mình. Thì xin thưa quý vị, nhận được cái trong lòng của mình thì anh em huynh đệ chúng ta, xin thưa quý vị, muốn đi đâu không được hết. Cho nên Ngài Thanh Sĩ đã thấy được tâm như khóa được chìa, như cái ống khóa mà được chìa vậy đó. Mình gì mà mở ra cái đầy đủ. Cho nên Đức Lục Tổ Huệ Năng khi mà Ngài ngộ được là Ngài giống như Ngài lấy cái chìa khóa mà Ngài đúc trúng vào cái ống khóa, mở cái cọc nó ra liền. Nào dè tự tánh vốn sẵn thanh tịnh, nào dè tự tánh vốn sẵn muôn pháp, thì lúc đó muốn đi đâu cũng được, dân du ở cửa nào cũng được. Cho nên đây là cái con đường tu tỉnh mà chúng ta nhận diện qua cái lời của các ngài chỉ dạy, để cho chúng ta cố gắng tu tỉnh để đi vào tìm được sự an lạc bên trong tâm của chúng ta. Anh ra anh chị em mình hằng ngày phải nhớ đến cái việc tu của mình, để mình tự độ mình thì mới có thể độ người. Cần phải sống trong chánh pháp với con đường trung đạo để xây dựng hạnh phúc của tự tâm của chúng ta. Và hạnh phúc tự tâm của chúng ta có thì anh em mình làm cái gì cũng có thể có niềm vui, cũng có thể có hạnh phúc. Thì coi như là chúng ta nhận ra được cái mà từ xưa đến bây giờ chúng ta chưa nhận ra, thấy được những cái giờ chúng ta chưa thấy. Thì tôi tạm gọi là cái từ đó là cái phương pháp để cho chúng ta đi vào cái cửa phương Đông, đó là con đường của đại đạo. Thành ra bây giờ đó, thực tế mà nói hơn một chút xíu, ngay nơi gia đình mình, tại tư gia mình, mà anh chị em huynh đệ
hằng ngày một lòng chuyên trì Phật hiệu, giới luật nghiêm minh, quyết gắng công phu, sống với một cái con đường tu tỉnh, thì xin thưa quý vị, chúng ta là cái người sẽ đi vào ngưỡng cửa của cảnh thánh đức thượng quân. Và duyên phước mai phần hơn nữa, qua cái công trình tu hành của mình, chúng ta sẽ diện kiến được Đức Phật. Đó là cái điều thứ nhất. Tiếp theo đó, xin thưa quý vị, đó là Nam Phương Xích Đế. Nam Phương Xích Đế là biểu thị cho màu đỏ, mà Nam Phương thì tương ưng với Tăng Trưởng Thiên Vương, mà Tăng Trưởng Thiên Vương thì dạy chúng ta cái đức lớn, gọi là Đại Đức. Xin thưa quý vị, như vậy thì cái cửa Nam Phương Xích Đế này nè, chúng ta đi bằng cái con đường của đức. Bây giờ hồi nãy chúng ta biết đạo, đi vào cái cửa của con đường đạo rồi, thì bây giờ chúng ta phải đi trên cái cửa của con đường đức. Đức là gì vậy? Trong chữ Hán có nghĩa là tâm lành, nhưng mà dịch toát nghĩa ra nó có nghĩa là công năng hành trì của sự bình an của tự tâm của chúng ta. Còn từ điển Từ Nguyên thì dạy đạo là con đường, là tôn giáo, thực hiện cái con đường tôn giáo đó qua lời chỉ dạy của Phật, tâm của chúng ta thanh tịnh phát sinh ra gọi là đức. Vì đức là từ cái công năng hành trì đạo pháp thì chúng ta mới có thể tiến đến đức. Thì cái hành trì đạo pháp của chúng ta đó, xin thưa quý vị, càng lúc nó phải càng đi lên, đi lên. Cho nên Nam Phương gọi là Tăng Trưởng Thiên Vương, thì tăng trưởng là sự tiến bộ. Anh em mình tu phải làm sao hằng ngày trong đời sống của mình phải được tiến bộ, phải được cao hơn, phải được xa hơn. Cao hơn xa hơn phải là đối diện với ai? Xin thưa với quý vị, hơn thua so với chính mình. Hôm nay mình phải hơn mình hôm qua. Hôm nay mình phải làm sao để mình hơn chính mình của ngày hôm qua mới được. Ngày hôm qua của chúng ta còn như vậy, còn có một chút tệ, còn có một điều chưa hay, thì hôm nay mình phải cố gắng tăng trưởng. Cho nên tăng trưởng đó là sự tinh tấn của đời sống của mình. Mà tinh tấn, xin thưa quý vị, cái chuyện mà mình thuận mình tinh tấn á, thì cái đó thì cũng có lý của hay của nó. Nhưng mà những cái trở ngại, những cái khó khăn mà mình tinh tấn được á, cái này mới là cái đáng để nể đây. Từ cái chỗ đó Đức Thầy dạy là chánh tinh tấn dù thành hay bại, cứ một đường tín ngưỡng của mình. Dù cho nó khó khăn hay là nó đang không khó khăn, nó thuận hay không thuận, thì cái đòi hỏi cái con đường của chúng ta phải tăng trưởng, phải tinh tấn. Mà tinh tấn thì chúng ta sẽ sống cái gì? Sống cái mới. Mà quý vị biết cái gì mà mình sống với cái mới là cái đó nó hạnh phúc à? Mình sống với cái cũ cho nên nó không có hạnh phúc. Nếu mình sống được cái mới thì sẽ hạnh phúc. Chư vị thiền sư dạy rằng mỗi một cái hơi thở, hít vô, thở ra, hít vô là mượn, thở ra là trả, mà hít vô nữa là mới. Bởi vì tâm chế tác ra được sự an lạc, tâm chế tác ra được sự bình an, cho nên mới. Nhật nhật tân, nhật nhật tân là như thế. Ngày nào cũng mới, mới, mới. Cho nên đời sống cực kỳ an lạc, cực kỳ hạnh phúc. Sống cái gì dùng như cái mới hết. Còn mình sống với cái cũ, cũ nó rất là khổ đau. Quý vị mua cái máy mà cái máy mới tốt, nó mạnh, nó không có hư. Mà nếu mình cái máy mà nó cũ rồi, nó trục trặc đủ thứ rồi, nó dễ hư lắm, dễ sinh ra chán nản. Ngay cả cái tình cảm của chồng vợ cũng vậy nha, mới về hạnh phúc lắm, nhưng mà một thời gian rồi nó cũ rồi thôi, lắm chuyện xảy ra. Cho nên chúng ta cần phải tinh tấn để chế tác cái bình an trong lòng của mình. Cho nên tại sao có những vị mà người
ta tu hành nơi rừng sâu núi thẳm, nơi không có người ta, mà cũng không có thức ăn gì nhiều nữa. Đôi khi uống nước suối, ăn rau rừng, làm bạn với sương gió mây ngàn, ở được cái chỗ mà chúng ta coi là bất an, mà chính tâm họ lại an. Tại sao? Vì cái đời sống đó là đời sống người ta chọn cái đời sống biết công phu và biết sống trở lại bên trong. Cho nên cái tăng trưởng về về cái sự tinh tấn, về cái mới, nó luôn luôn có. Mình không chế tác ra được cái mới nơi cái mình, cho nên mình khổ. Mình thực hiện chút cái mình chán, từ chỗ đó mình chế ra thêm cái này cái kia bằng cái phương pháp của mình. Cho nên có nhiều vị tu một thời gian cúng cũng tìm cách chế ra cái này cái kia, niệm Phật cũng chế ra cái này cái kia, rồi tới ngay các vấn đề lại cũng chế ra cái này cái kia. Thì xin thưa quý vị, nếu mà chế ở góc độ phương tiện để chính cá nhân mình an lạc thì cái đó tùy duyên. Nhưng chúng ta chế riết rồi đó, mất đi bản chất, mất đi những cái điều mà của lời, của Phật, của Thầy, rồi anh em sẽ không thuận nhau. Cái đáng mà cho chúng ta để quay về đó là sự chế tác của tâm thanh tịnh. Chính cái trong tâm này nè, nó lưu xuất ra cái bình an như một cái dòng suối chảy. Thì cái đó là cái con đường hành trì của tinh tấn. Bởi vì người ta biết đi vào, biết sống trở lại bên trong, biết sống trở lại với tâm thức, cái đời sống, cái con đường tu hành của tự tâm. Cái sự an lạc nó rất là nhiều. Đây là một cái sự tiến bộ. Cho nên mình tu, huynh đệ anh em mình, trong đời sống tu hành chúng ta phải biết từ tâm của mình lưu xuất ra cái mới, tạo ra cái hay để xây dựng cái đời sống tâm thức của mình để được bình an. Xin thưa quý vị, mình đã từng gặp những vị mà tu hành, các chú các bác của mình, cái đầu óc, cái tri thức của các cụ các bác mình nó lạ lùng lắm. Nhìn ở một cái phương diện ở bên ngoài thì mình thấy cũng không khác gì mình, nhưng mà sâu thẳm bên trong một trái tim, một đầu óc của các vị là một sự trí tuệ, là một sự thông minh. Khi mà tâm bình, mà tánh nó lặng, thì nó sẽ phát minh ra những cái hay, phát minh ra những cái điều mà không phải nó ở đâu xa gì, mà ngay cuộc sống này mình sờ sờ mình không thấy, mà các vị thấy. Thành ra mình tu, mình phải làm sao từ cái tâm của mình nhận ra, mình thấy ra được sự bình an của mình. Cho nên xin thưa quý vị, tu á, các ngài người ta biểu thị giống như mà mình nhận lại chính mình vậy đó. Ngày xưa giờ cái bộ mặt thật của mình xưa nay nó lạc ở đâu mất rồi. Bây giờ tự nhiên cái sức tinh tấn, cái tiến bộ, cái sống mới của mình, ở cái nội tâm của mình tràn trề an lạc, mình nhận ra nơi chính mình. Giống như mà nơi khói lửa quang tàn, anh nhận diện được quê hương. Giống như bà Liên Hoa Sắc vậy đó. Một người của dũng bùng nhơ, của tội lỗi, nhưng mà từ khi tu hành với Phật thì bà lại nhận ra con người thật, bất sanh bất diệt, giống như Ma Đăng Già. Từ cái chỗ tình cảm yêu thương A Nan, nhưng mà khi giác ngộ tu hành, bà là người giác ngộ trước ngài A Nan. Thì trong những đống tro tàn nguội lặm của tâm tư, của cái được coi là cực kỳ khổ đau, những bùn nhơ của tội lỗi, của cuộc sống, của xã hội đó, biết quay về, biết nhìn lại, sự tiến bộ đó bừng lên ánh sáng của trí tuệ. Các vị đó đã đắc thánh quả, đã đi ra khỏi cái vòng luân hồi sanh tử, đã nhảy một nhảy đi vào đất của Như Lai. Là nhờ cái gì vậy? Đó là nhờ sự tăng trưởng của tự tâm, đó là sống với cái đức của tự tâm mình. Thành ra mình học đạo tu hành, ở cái điều này chúng ta cần phải sống với cái đức,
Đức đó là tâm lành, là sự sáng suốt của cõi lòng của chúng ta. Đời sống tu tỉnh, mình không nhận diện được cái của mình, mà mình lại luôn luôn nhận diện cái bên ngoài. Mà mình thì lại là ngộ một điều á, là bên trong của mình thì đôi khi mình không thấy, mà ở bên ngoài mình thấy hết. Có vị nữa, con mắt thì để dòm thấy ở bên ngoài chứ. Nhưng mà xin thưa quý vị, khi quay là bên trong, chúng ta không cần nhìn bằng mắt đâu, nhưng mà chúng ta vẫn thấy được. Những cái sai trái của chúng ta biết hết đó, nhưng chúng ta có chấp nhận nhìn nó là sai trái để buông bỏ hay không thôi. Cho nên cái người mà sống với cái đức thì người ta luôn luôn quay trở lại bên trong của chính mình. Từ cái chỗ mà quay trở lại bên trong của chính mình thì người ta thấy bắt đầu không cần cái gì hết, mà sự bình an là có mặt. Nó rất là lạ điều đó. Thành ra có những cái chú ông nói thắc cười. Ông nói ngày xưa tôi tu mà tôi tham lắm. Đến mà tham niệm Phật, đến mà tham chứng ngộ, rồi tham tu hành, cái tham đó nó dồn thành một cái khối vậy đó. Cho nên khi mằng cỏ quét nhà đồ này kia, tôi cũng đều bất giảng nghe. Tôi sợ cái thời gian nó qua nó bỏ. Và một hôm như vậy, quét nhà mà không có cần nghe cái gì nữa hết, mà cũng thấy nó an lạc giống như mình đang niệm Phật vậy. Là lúc đó ông mới nhận ra, nơi cá nhân ông thôi nha, ông nhận ra đó là làm cái gì mình biết được cái đó thì mình đang tấn bộ. Quý vị thấy cái này hay. Hồi nhỏ mình kìm tâm mình, mình sợ tâm mình nó phóng dật, cho nên vừa quét nhà cũng nghe giảng, vừa giặt đồ cũng nghe giảng. Nhưng mà xin thưa quý vị, với sự tấn bộ cao hơn nữa, cuộc đời sống tu tỉnh của sự tâm thức của một người biết sống trong những giờ phút thực tại, ngay nơi đây, bây giờ và ở đây, thì dù cho đó là mằng cỏ, dù cho đó là quét nhà, hay dù cho đó là gì đi chăng nữa, thì xin thưa quý vị, đó cũng là trái tim, đó cũng là giờ phút hằng hữu. Cho nên mấy chú nói là khi quét nhà với cái giờ phút niệm Phật á, tận trong sâu thẳm cái nó của nó không có sự khác biệt. Thì tôi cho đây, đó là sự tăng trưởng, đó là sự tinh tấn, đó là sống và biết chế tác với những cái mới. Thành ra mình tu, mình biết, thì nếu huynh đệ anh em mình biết chế tác ra được cái mới đó, thì chúng ta đang đi vào cái cửa Nam Phương Xích Đế. Thích ứng với tăng trưởng thiên vương. Vậy thì cái ngày tăng trưởng thiên vương, trên tay ngài cầm cái gì? Quý vị nhớ không? Trên tay ngài cầm thanh kiếm. Mà thanh kiếm nhà Phật biểu thị cho trí tuệ. Vậy thì tu cái đức của tự tâm của chúng ta là trí tuệ. Mà có trí tuệ rồi, sống trong đời sống này, chúng ta không có bị lầm lạc. Và chúng ta nhận diện ra được những cái bản chất từ thô đến tế, và từ những cái việc mà rất bình thường tới những cái việc cực kỳ phức tạp, chúng ta cũng nghĩ thông và thoáng đi được. Nên cái đời sống hành đạo của mình là cái đời sống phải làm sao chúng ta có trí tuệ. Mà cái trí tuệ đó, xin thưa quý vị, nhà Phật gọi là di tuệ thị nghiệp đó. Lấy trí tuệ làm sự nghiệp, và trí tuệ nó sẽ giúp cho chúng ta nhận diện được những thứ trong cuộc đời, nhất là trong đời sống của mình. Mình không bị nghiệp lực xấu nó ảnh hưởng, vì chúng ta đã có trí tuệ. Cho nên nếu mà mình không có trí tuệ thì xin thưa quý vị, dù cho phước báo của mình có đến đâu đi chăng nữa, mà chúng ta thiếu trí tuệ, tức là tâm chúng ta mê, thì cái phước đó cũng không cứu chúng ta được. Cho nên chư tổ nói đó, là tâm mê phước cứu không được, là như thế. Cho nên chư đồng đạo mình thét thấy,
có những cái điều trên cuộc đời này nó lạ lùng lắm. Là mình biết rằng mình nói cái đó ra đó là người ta chửi mình đó, nhưng mà tới cái giờ đó làm như mắc phải nói vậy đó. Nói ra đi rồi chửi cũng được. Người ta biết cái hành động đó là có thể ảnh hưởng tới cuộc sống của mình, cuộc sống của người đó, làm cho họ khổ đau, là cuộc sống mình không yên. Nhưng mà tới đâu nó tới, làm cái đi rồi tội cũng được. Quý vị thấy cái nghiệp nó lớn vậy. Cho nên có những vị phước báo cực kỳ to luôn, nhưng mà tới cái nghiệp mắc phải nói. Và chúng ta coi chừng mình cũng sẽ như vậy. Nhưng có một việc chúng ta có thể ngăn chặn được điều đó, đó là trí tuệ. Cái trí tuệ xuyên qua cái đời sống công năng hành trì của chúng ta mà Đạo Phật gọi là giới định. Nếu có giữ giới, có định, có tránh ác làm lành, tâm của chúng ta bình ổn, cái trí tuệ chúng ta có khi làm cái điều gì, chúng ta dừng lại. Cái công năng của định tuệ nó giúp chúng ta dừng lại. Nó, chúng ta dùng cái từ của thế gian mình có thể tạm gọi là cái trực giác đi. Cái trực giác đó tuy là nó vô hình nhưng nó giúp chúng ta không làm chuyện đó. Nếu không có giới, có định, có tuệ, không có con đường của sự tu chỉnh thì chúng ta sẽ bị cái nghiệp nó cuốn lâu. Có thể là những cái thúc đẩy của quá khứ nó cộng cùng với những cái nguyên nhân của hiện tại, nó tạo thành cái nghiệp của quá khứ và hiện tại để xây dựng cái đời sống của mình trên cái nghiệp bất thiện hay khổ đau mà Đạo Phật gọi là nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ, nghiệp báo nó tới. Bây giờ mình có trí tuệ thì cái duyên nó tới để chăng nữa, nhưng mà cái nhân tu tập của chúng ta, cái định tuệ nó không để cho cái nghiệp lực nó phát sinh, tới đó nó dừng. Cái này là cái mà cực kỳ quan trọng trong cái đời sống tu tỉnh của chúng ta, để chúng ta có được cái trí tuệ trong cuộc đời sống tu tập của mình. Thành ra anh chị em huynh đệ mình phải làm sao, phải luôn luôn có cái chiều hướng tu tỉnh để cho chúng ta có được cái trí tuệ. Quý vị cứ nhận diện lại mình. Thì xin thưa quý vị, trí tuệ như một cái ánh trăng sáng, nó không đâu xa, nó ngay trán của mình hay nơi này tấm lòng của mình. Thì cái trí tuệ đó là cái sự định tĩnh của mình. Mình có thể đi trong cái khoảng luân hồi này nhưng không bao giờ chúng ta lạc lối. Cái trí tuệ đó là cái trí vô sư, mà không phải của mình nên chúng ta có. Tất cả mọi người đều có. Nhưng hôm nay nếu chúng ta khám phá ra được, chúng ta sống được với nó, thì xin thưa quý vị, tam thế chư Phật cũng đều có trí tuệ đó, sẽ luôn luôn gia trì hộ độ cho đời sống tu tỉnh của chúng ta. Chẳng những mình trong sáng mà còn giúp được người trong sáng. Trí tuệ như trăng sáng giữa trời, chiếu cùng khắp cả với muôn nơi. Muốn tìm được nó đừng phân biệt cả rừng phong hay lá phong rơi. Lìa đi cái đối đãi và chúng ta nhận ra cái bản chất thiệt trong cuộc sống này. Cho nên cái quân tập trong đời sống của mình đó là cái sự giới luật. Giới luật sẽ giúp cho chúng ta cuộc đời sống thanh lương là mát mẻ, và giới luật sẽ tăng đi cái phẩm cách của chúng ta trong cuộc đời sống này rất là nhẹ nhàng, và nhờ cái công năng của trí để chúng ta đi lên. Do đó chư đại thiền sư hay các vị mà cả một cái đời của sự tu tỉnh hành trì pháp môn tịnh độ, thì trong cái đời sống tu tỉnh hành trì đó luôn luôn dẹp bỏ vọng niệm. Thì chính cái dẹp bỏ vọng niệm đó bằng câu Phật hiệu hay là bằng sự quán xét sâu sắc chiếu kiến ngũ quẩn giai không, thì để cho trí tuệ nó phát khai, thì chính cái điều này là cái điều sôi phủng được những cái khổ đau của nhiều đời nhiều kiếp. Cõi ta bà là cõi tâm tối, chúng sinh sống trong nghiệp lực vô minh mê si mà phải trầm luân đọa lạc. Giống như chúng ta đi trên một cái con đường đầy gai góc hiểm trở,
mà lại trong rừng sâu núi thẳm. May thay, chúng ta có được ánh mặt trời, mặt trăng soi rọi. Chúng ta thấy rõ được con đường của mình phải đi và đi ra như thế nào. Thì cái mà chúng ta đi trong tâm tối mê sai đó là cõi ta bà này, là cõi đời nhút nhát. Muốn đi ra khỏi cái chỗ rừng mê tâm tối đó phải nhờ ánh mặt trời của trí tuệ, tức là tự tâm trong lòng mình. Mà chư đồng đạo của chúng ta hàng ngày tu, hàng ngày sống, thì chúng ta phải làm sao đạt được cái điều đó, là cái điều mà Nam Phương Xích Đế đang giữ cửa. Mà chúng ta muốn vào cái cửa của Ngài thì chúng ta cần phải sống với cái đức của tự tâm chúng ta, và cần phải có trí tuệ. Chính cái đó làm cái nền tảng tăng trưởng cho đời sống của chúng ta, đó là đời sống trí tuệ. Thành ra mình mà muốn vào cái cửa của Nam Phương Xích Đế thì lòng mình phải làm sao chế tác ra được cái mới, luôn luôn tiến bộ, luôn luôn sống trong an lạc và sự gia trì của tự tâm cũng như của các ngài, để chúng ta có đầy đủ trí huệ mà vượt qua cái biển mê sông khổ, để đi vào cái cảnh giới thanh tịnh, để sống đời thượng nguồn thánh đức dự hội Long Hoa bằng một phương diện như vậy. Thì thưa chư quý vị, hễ mình có cái công năng tu tỉnh như vậy thì coi như là mình đang đi vào được cái cửa phía nam ha. Vì quý vị thấy tới cái cửa này thì cái cửa cũng là tự tâm mình á, nơi lòng của mình. Phật môn dục nhập tiên khai tâm môn tức Phật quả. Muốn vào cửa Phật phải mở rộng cửa lòng mình ra. Mà mở rộng cửa lòng mình ra, mình với Phật đồng hòa. Mình muốn đi vào cửa để diện kiến Đức Phật Di Lặc, để nghe đạo, để thuyết pháp trong thời kỳ Thượng Nguyên Thánh Đức, thì trong đời sống này mình phải mở rộng tâm mình, mở rộng cõi lòng mình. Trên con đường tu tỉnh thì mình mới có thể đi vào. Đó là cái cửa phía nam. Giờ tới cái cửa phía tây, gọi là Tây Phương Bạch Đế. Cái cửa này biểu thị cho màu trắng. Trong nhà Phật phía tây gọi là Quảng Mục Thiên Vương. Mà Quảng Mục Thiên Vương dạy chúng ta tu đại hạnh. Như vậy thì chúng ta muốn vào cái cửa mà Tây Phương Bạch Đế này, chúng ta phải sống với cái đại hạnh. Đại hạnh là cái gì vậy? Là cái hạnh lớn. Cái hạnh của mình phải thực sự trong cái đời sống tu hành của mình. Xin thưa với anh chị em huynh đệ chúng ta, hạnh lớn là hạnh gì vậy? Nó có hai cái điều chánh. Cái thứ nhất, cái hạnh lớn là cái hạnh đem thân tâm của mình ra để tu trì. Đây là một cái công hạnh lớn. Cái thứ hai đó là đem thân mình ra để giúp đời, tức là tự giác và giác tha. Bây giờ mình nói cái chỗ đem thân mình ra để hành đạo trước, đây là cái hạnh lớn. Mình muốn vào cái cửa của Tây Phương Bạch Đế thì mình phải có đại hạnh. Như vậy thì mình coi lại mình coi, quý vị cùng tôi, nhân hôm nay mình coi lại, mình có thật sự hy sinh để tu hành hay không? Đức Phật Thích Ca xưa kia, Ngài ở lầu son gác ngọc, đền đài điện vàng, thế mà Ngài tìm con đường đạo, Ngài hy sinh tất cả. Ngài cùng với Sa Nạc trên con ngựa kiền trắc. Cái hình ảnh mà trong tranh vẽ lại thì Ngài ngồi trên con ngựa, Ngài bay qua cái dòng sông Aroma. Thì bây giờ Sa Nạc nắm cái đuôi con ngựa rồi bay theo. Thế giới vì nó đập vào ánh mắt của mình là một vị thái tử, là một vị vương vả để đi tu. Ngài xả thân tìm cái con đường chân lý để nhằm thoát khỏi luân hồi sanh tử và cứu độ chúng sinh.
Từ chỗ đó chúng ta mới có đạo pháp để tu tỉnh như ngày hôm nay. Thì Ngài đã sống một đời sống xả thân để tìm chân lý. Thì hôm nay chân lý nó có rồi. Và chân lý ấy được Đức Thầy chúng ta gút những tinh ba tinh yếu mà chỉ dạy cho chúng ta bằng ngôn ngữ Việt, tiếng Việt. Thử coi chúng ta có thật sự đem thân chúng ta hành hay không. Trong quyển 5 á, có một cái câu mà Đức Thầy dạy chúng ta để chúng ta thấy được một cái điều cực kỳ hay. Đó là vô thượng thầm thâm dĩ ý triển. Cái nghĩa thứ nhất đó là cái giáo pháp thật sâu, thật cao đó, lấy ý mà truyền ý. Thì còn cái nghĩa thứ hai là vô thượng thầm thâm, là cái pháp sâu xa của Phật đó. Đức Thầy dĩ ý truyền, tức là lấy cái ý, cái tinh ba, cái cốt lõi để truyền cho mình. Truyền bằng tiếng Việt, truyền bằng ngôn ngữ Việt, truyền bằng chất liệu thi ca mà từ hồi bé tới bây giờ mình nghe. Mình nghe là mình hiểu liền đó, mình cảm nhận liền. Nhưng mà mình có thật sự tu tập hay không? Cái may mắn lớn của mình là mình cảm nhận giáo pháp của Đức Thầy bằng tiếng mẹ đẻ, bằng chất liệu từ hồi bé chúng ta vào đời với những câu hò, ầu ơ, những câu thơ, tiếng hát. Thế mà hôm nay mình hiểu một cách cảm nhận được, dù cái người đó có mới tu đi chăng nữa, đọc sấm giảng cũng biết rằng chúng ta cần phải làm gì. Thì có thể tu sâu hơn, cao hơn, nghiên cứu, có bề dày hơn, hiểu khác hơn, sâu hơn. Nhưng với những người mới họ cũng cảm nhận được, hiểu được. Như mình mới tu mình vẫn hiểu được Đức Thầy dạy cái điều gì. Nhưng mà cái ở chỗ ở đây, chúng ta có thật sự là sống với đại hạnh, tức là đem thân của chúng ta ra hành trì hay không? Hay là mình mới đầu cũng cố gắng hành dữ lắm hành đạo, nhưng mà thời gian thì sao? Bỏ vợ. Cho nên nhiều khi á, mình tu chưa có thật sự là tinh tấn, chưa có thật sự là đem hết mình ra hành trì. Người xưa nói đạo bất khả tu du ly giả, tức là không có phút nào để xa đạo chứ. Chớ để lòng xa đạo lúc nào tâm đạo cũng dồi cao. Sống được với cái hành trì là sống được với cái sự bình an trong cuộc lòng của mình. Cho nên quý vị suy nghĩ kỹ, ngay cả giữ hai thời cúng lại thôi, mà cả cuộc đời này đó, xin thưa quý vị, mình cũng đâu có giữ được đâu. Rồi Đức Thầy mở cho mình một cái cách nữa là sao? Nếu đi xa nhà hay là ở với cái người mà ngoại đạo không có bàn thờ cúng, hay đi làm ruộng thì tới giờ quay về hướng Tây hãy ngồi niệm thần trăm tâm cũng được. À, vậy thì mình có thể cúng bất kỳ giờ phút nào ngồi đây, nhưng chúng ta cũng thể quán tưởng được cái giờ công phu của mình. Nhưng mà chúng ta có thật sự chịu làm hay không? Hay là ngay đến cái giờ phút mà đối diện với củ quyền Tam Bảo, mình mặc áo cúng, mình cặp nhang, mình xá, mình quỳ mình lại bình thường, nhưng mà tâm hồn mình đâu đâu á, nó gửi nơi nào á, à, cũng lại bốn lại, cũng xá ba xá như bao nhiêu người, nhưng mà tâm hồn mình nó gửi nơi ruộng, nơi rẫy, nơi hơn thua, nơi phải quấy. Mình chưa thật sự sống trong đại hạnh. Cho nên cái người mà muốn vào được cái cửa Tây Phương Bạch Đế, tức là cái người phải sống với cái đại hạnh, cái chí cương quyết tu tỉnh của mình, để xây dựng đời sống tu tập mình, để xây dựng đời sống tâm thức của mình, để mình tràn trề niềm vui, tràn trề đức hạnh, thấy hạnh phúc. Cho nên những cái vị mà người ta hành đạo, nghe quý vị nói mình thấy cái hạnh phúc nó nhẹ như là hoa lá rơi vậy đó, mà cực kỳ hạnh phúc. Nó nói cầm một cái cây hương lên của Huyền Thất Tổ hay là Tam Bảo, Đức Phật, Đức Thầy, tự động cái lòng cảm thấy hạnh phúc, nó bình an lên. Nó lạ lùng vậy. Chỉ có cầm một cây hương thôi mà đã thấy được cái giá trị bình an hạnh phúc, là người ta sống được với cái đời sống tu tập. Hay là chỉ cần thực hiện cái bổn phận trong cái đời sống tu là cúng lại rồi ngồi niệm Phật, từng cái phút giây sống lại với tâm hồn, từng cái hơi thở, từng cái công năng công phu,
Để tự động cái bình an nó tới. Quý vị thấy thật sự là bình an. Và đôi khi chúng ta cũng như vậy đó, nhưng mà chúng ta không có cái hạnh lớn, không có quyết chí cái đời sống tu tập, cho nên chúng ta không cảm thấy bình an. Và chúng ta phải biết rằng cái giá trị của cái đại hạnh đó nó lớn lắm. Đó là cái gì vậy? Cái công năng tu tỉnh đó, nó có thể giúp cho chúng ta được giải thoát. Cho nên trong hiện đạo nó ngày nay một xá một quỳ đó, ngày sau sẽ được, ngày sau sẽ ngự liên trì thiên thu, quý một biết bao nhiêu. Từ chỗ đó mình sống với cái hạnh nguyện lớn trong đời sống tu tập của chúng ta không buông bỏ. Mà tôi thiết nghĩ nếu như trong hai thời cúng của mình thôi, nếu có niệm Phật thì càng tốt. Mà quý vị giữ được cái sự có mặt của mình trong hai thời cúng thì cả một cái cuộc đời của mình tu á cũng đủ điều kiện để được thanh tịnh giảng sanh, hay là chúng ta vào cửa Tây Phương Bạch Đế nè, chứ không phải không. Tại sao? Trong chuyện kể có một cái vị cư sĩ, cái vị này làm việc mua bán vất vả lắm, không có thời gian để tu. Thì một hôm gặp chư tổ, cái bậc đã tu hành lâu đời chứng ngộ, mới đến để bạch là con không có thời gian để tu. Và tâm niệm lại muốn giảng sanh, muốn giải thoát, thì xin Ngài chỉ cho con một cái phương pháp nào đó để con tu trì. Rất ít hợp với con và có thời gian để con tu tỉnh được mà con giải thoát. Thì tổ suy nghĩ hỏi nó có. Mừng rõ, rất là mừng, rất là hạnh phúc. Thì ông hỏi liền đó là cách gì. Thì chư tổ lại dạy rằng là cách này rất dễ, nhưng có một điều là ông không được bỏ một lần nào hết. Hỏi cách gì, nhờ Ngài chỉ. Tức là hỏi một hừng sáng gì đó, ông hít vô một hơi thật sâu và ông thở ra. Thì hít vô thật sâu rồi thở ra thì chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì trong một hơi niệm được bao nhiêu niệm? Mà niệm được 10 lần như vậy, sáng 10 lần, chiều 10 lần, và không bỏ một thời nào, nhất định ông được giảng sanh Tây Phương. Quý vị nghe. Ví dụ mình hết một hơi, mình thở ra, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ví dụ quý vị nào hơi dài thì niệm được 4-5 câu Phật hiệu. Còn huynh đệ mình hơi ngắn thì niệm được 2-3 câu Phật hiệu. Kiểu đó không sao, nhưng mà phải 10 hơi như vậy, sáng và chiều 10 hơi như vậy, và trong cuộc đời này không bỏ một thời nào cả, thì người ấy sẽ được vãng sanh Tây Phương. Quý vị nghe đến đây, mình thấy nó hay là hay cái chỗ này, thích ứng với lời chỉ dạy của Đức Thầy của chúng ta. Đức Thầy chỉ dạy chúng ta hai thời cúng lại, đó là tăng trưởng cái đạo hạnh của chúng ta qua cái phương pháp hành trì, và chúng ta không được quyền bỏ và luôn luôn cúng trong sự có mặt, trong sự nhất tâm của mình. Trong cuộc đời sống tu tỉnh thì chỉ có hai thời cúng lại trong cái giờ phút đó thôi, cũng đủ điều kiện để cho chúng ta thành tựu đạo đức, giảng sanh Tây Phương tịnh độ. Xin lặp lại cái câu ngày nay một xá một quỳ, ngày sau sẽ ngự liên trì thiên thu là như thế. Bởi vì giờ phút đó là giờ phút mình sống với tâm của mình. Nếu chúng ta có đủ điều kiện, đủ thời gian, đủ đức tin, mà chúng ta trong hai thời lễ bái mà chúng ta còn bỏ thời gian ra công phu niệm Phật để diệt trừ vọng niệm, hay trong cuộc đời sống thực tại hàng ngày mà chúng ta tu được trong mọi hoàn cảnh, hành đạo được trong mọi thời lúc, thời nơi, thì xin thưa quý vị, cái công hạnh tu tập của chúng ta rất là gần gũi cái con đường giải thoát, và tương lai của chúng ta thân hoại mạng chung sẽ được siêu thoát. Và đây là chúng ta đang đi vào cái cửa thanh tịnh của Tây Phương Bạch Đế, học cái đại hạnh của Ngài chỉ dạy mà được thành tựu cái đạo quả khi gặp
Đức Phật Di Lặc thuyết pháp. Cái thứ hai là cái đại hạnh, tức là cái gì? Là hy sinh cuộc đời của chúng ta để làm lợi ích cho mọi người, để gieo tạo phước báo. Cái điều này tôi thấy huynh đệ chúng ta có rất nhiều. Nhiều thế hệ lắm, mấy chú, mấy anh, mấy huynh đệ mình nói đến cái việc làm xã hội, cái công hạnh lớn này mình phải nói là rất kính trọng. Khi mà mình làm lịch sử, tiểu sử của một số cụ, mình thấy mình rơi nước mắt. Cái công hạnh của các cụ, các chú chúng ta tu hay lắm. Tôi nhớ có một vị đó là đi dứt đất thôi, ở trong chùa đi dứt đất ăn cơm chùa, hễ dứt được bao nhiêu thì đem tiền đó ra để làm từ thiện các nhà giúp bệnh nhân, mặn nhiều thì cứ bỏ vào trong cái từ thiện nhiêu. Bữa nào cũng đi dứt đất, khỏe là đi dứt vậy, ai mướn thì dứt, làm rất là đàng hoàng chứ không phải làm qua lo đâu. Cho tiền thì cứ để vào từ thiện, như thế mà cả một cuộc đời, và khi chết rất là bình an, luôn luôn để xây dựng cái phước báo bằng cái công hạnh tu tập của mình. Quý vị biết cái phước đó lớn lắm. Cho nên đó, chúng ta biết cái đời sống của mình mà sở dĩ cái phước báo chúng ta không lớn là quý vị biết làm sao? Mình sử dụng phước báo quá nhiều. Trong cái thời này, cái người tu chúng ta sử dụng phước báo rất nhiều, và chúng ta tạo ra cái phước báo thì không có bao nhiêu. Thì giống như mà chúng ta mằng một ngày vô có 200 ngàn, mà chúng ta ăn tới 400. Càng lâu càng dài chừng nào thì nợ nần nó lại chồng chất nhiều chừng nấy. Cho nên đó, mình phải tu làm sao sử dụng vật chất của thế gian ít thôi, cần thiết để xây dựng làm cái gì mà để phát triển được đạo đức thì làm. Còn nếu không thì chúng ta đừng nên sử dụng nhiều quá mà tổn phước của chính mình. Mà học cái gương hạnh của các bậc trưởng thượng, của các cụ mình, chúng ta mới thấy. Tôi nghe lại hai ông cụ của mình trong đạo, một là ông Bảy Xương á, và hai là ông Tư Tụ, tức là ông Đặng Thành Tụ. Thầy xin thưa quý vị là hai bậc trưởng thượng của chúng ta là chỉ có hai bộ đồ. Mặc một bộ thì một bộ giặt, và tự mình giặt là không cần ai giặt. Nhiều khi mấy cô á, là con nó ba để con giặt chứ, ông nói thôi, ông còn khỏe, ông làm được để ông làm. Và ngày nào ông làm không nổi thì hãy nhờ làm. Xin thưa cô, cái chuyện nó có một chút vậy đó, chứ không phải là dễ đâu. Cho nên đó, mình tu, mình tập cái hạnh để làm sao thụ hưởng của mình ít mà giúp đỡ của mọi người nhiều hơn. Thì cái sự hy sinh của các cụ mình trong đạo của chúng ta nó lớn lắm. Hôm nay mà Phật giáo Hòa Hảo chúng ta trong tinh thần từ thiện xã hội mà nó lớn như vậy, là các cụ chúng ta nghe lời của Đức Thầy, quyết chí thực hiện cái con đường lợi ích cho nhân sanh. Cho nên hình ảnh của Bác Ba Thiệu là một cái hình ảnh đẹp trong cuộc đời, hy sinh cuộc sống của mình. Từ khi bà cụ mất, ông quyết chí tu tập và làm lành, từ chỗ đó của cải đem bố thí và đem cái thân của mình ra để hành đạo. Và xin thưa quý vị, chẳng những thế, ông còn đem những cái lời đạo đức và khuyến tấn mọi người làm thiện làm lành, cả một cái đời sống như vậy. Mình thấy cái hạnh đó là cái hạnh lớn, không phải dễ gì mà có được cái đại hạnh như vậy đâu. Còn bây giờ mình thấy huynh đệ mình, qua cái mùa đại dịch, chúng ta mới thấy rằng là với anh em mình, chúng ta rất kính trọng. Khi người ta rất là sợ bệnh, và phần lớn là người ta ở nhà, qua cái lời kêu gọi để đừng cho nó lây lan, thì trong khi đó cũng có những người vẫn thực hiện cái con đường đó và tìm mọi cách để làm sao giúp đỡ mọi người trong chỗ khó khăn, mà giúp đỡ bằng cả trái tim, sức lực, cả hy sinh.
rồi mình tới đâu đó tới. Có người đó là đi làm từ thiện cho rau, cho cải, cho gạo, cho thóc, tới chừng hỏi lại nhiễm 2-3 lần à, mà cũng không sao á, nhưng âm phò dương trợ cũng bình an, thì xin thưa không nghĩ tới thân mạng cuộc sống của mình luôn, thì đây là cái hạnh lớn. Thành ra nếu như mà chúng ta tu tập mà có được cái hạnh nguyện như vậy, thì xin thưa quý vị, trong và ngoài sự và lý, tánh và tướng được thể hiện qua tâm thức của một người tu như vậy, mà chúng ta giữ được cái độ bền, giữ được tâm bình thản an vui để đi tới, để giúp đỡ, để ủng hộ được nhiều người như vậy, thì chúng ta đang đi vào và được đi vào cái cửa gọi là Tây Phương Bạch Đế. Qua cái giáo pháp của Đức Phật, xin thưa quý vị, đó là Quảng Mục Thiên Vương Ngài dạy chúng ta vấn đề đại hạnh, vấn đề tu. Nhưng mà cái chữ quảng mục nó hay như thế này nè, thưa chư đồng đạo mình. Chữ quảng tức là dòm thấu, dòm tất cả, mà chữ mục là con mắt. Mà Ngài Quảng Mục Thiên Vương là Ngài lý luận về chân lý, cho nên Ngài nhìn tất cả bằng cặp mắt của từ bi. Đó là cái thứ nhất. Khi mà mình có cặp mắt từ thị chúng sinh, nhìn mọi người bằng từ bi, thì chúng ta biết là trong lòng của chúng ta, trái tim của chúng ta, con người của chúng ta là con người của sự từ bi. Và từ bi thì thích ứng với cái gì? Thích ứng với tâm Phật. Cho nên hành trì tịnh độ hay là bất kỳ một pháp môn nào của Đức Phật, Đức Thầy chỉ dạy đều đi trên một cái con đường, đó là con đường của sự từ bi. Nên cho đồng đạo mình nhận diện được điều đó, để chúng ta sống được với tâm niệm từ bi. Và khi chúng ta có con mắt quảng mục, tức là luôn nhìn lại mình, luôn nhìn lại tâm mình, thấy mọi người, để rồi chúng ta thấy lại chúng ta, chứ không phải thấy mọi người mà quên mắt chính mình, rồi luôn chỉ trích đến dèm pha, thì cái đó không phải. Quảng mục là sống với cặp mắt từ bi và nhìn lại chính mình. Thì nếu mà anh em đồng đạo, chứ quý vị chúng ta có được một cái đời sống tu tỉnh, tìm một cuộc sống an lạc của mình bằng cuộc đời sống đạo hạnh, luôn nhìn mọi người bằng cái nhìn của lòng từ bi, bao nhiếp cả chân lý, thì xin thưa quý vị, mình không nhận ra mình thì mình nhận ra cái gì bây giờ? Sống một cuộc đời của một người tu, chúng ta phải biết rằng cái hành đạo nó không đâu xa hết. Nó ngay nơi tâm thức của mình và ngay nơi cuộc sống của mình. Anh chị em huynh đệ mình cũng đã dốc tâm, quyết chí tìm cái con đường an lạc và quyết chí tinh tấn. Bây giờ mình chỉ còn một nhịp nữa là cố gắng đi lên. Cố gắng thực hiện để làm sao thực hiện được cái hạnh lớn, để có cặp mắt từ bi bằng cái tình thương thẩm thấu và buông bỏ, luôn luôn đặt cái nỗi khổ niềm đau của người khác bằng chính trái tim mình, luôn đặt vị trí của mình bằng cái sự khổ đau của người khác, để sự cảm thông bao dung chúng ta có. Mà cái chữ bao dung cảm thông đó, nó là một nét đẹp cực kỳ quan trọng. Cái đẹp của hình thể nó có thể bị thay đổi, bị biến hoại, bị vô thường làm cho mất đi. Nhưng mà cái nét đẹp của lòng bao dung, của vị tha, của cấp lòng từ bi, xin thưa quý vị, nét đẹp đó là nét đẹp của ngàn đời, nét đẹp của vĩnh cửu, mà trong đạo Phật gọi là nét đẹp của thiện từ đó. Hiền lương bất luận khó nghèo cũng sinh, Đức Thầy dạy. Cho nên có cái thiện từ trong lòng thì đẹp vô cùng. Và cái nét đẹp này là cái nét đẹp của đạo pháp, của con người biết tu tỉnh. Mà nếu tất cả chúng ta đồng tu, đồng quay về, đồng tìm kiếm một cái con đường an lạc chân tịnh như vậy, qua vấn đề thực hiện cái đại hạnh, tức là tự giác mình và giúp đỡ mọi người bằng cái hạnh lớn, với cặp mắt từ bi để cảm thông bao dung như vậy, thì coi như chúng ta đã đi vào cái cửa gọi là Tây Phương Bạch Đế. Vậy thì cái cửa này lại tiếp tục ở đâu nữa ạ? Cửa Tây cũng cửa lòng mình thôi.
Hãy đi được cái cửa này thì xin thưa quý vị, coi như chắc chắn chúng ta sẽ gặp được Đức Phật để thuyết pháp. Mà không phải gặp được ở vô đó mới gặp đâu, chúng ta đã gặp ngay khi chúng ta có được đại hạnh, ngay khi chúng ta có được cặp mắt nhân từ. Đó là một cái điều mà tôi muốn chia sẻ với huynh đệ anh em qua cái sự hiểu biết cá nhân. Bây giờ tiếp theo cái cửa thứ tư, đó là Bắc Phương Hắc Đế. Bắc Phương Hắc Đế là biểu thị cho màu đen, trong đạo Phật gọi là Đa Văn Thiên Vương. Mà Đa Văn Thiên Vương thì dạy chúng ta tu hành đại quả. Xin thưa quý vị, đại quả là cái gì vậy? Đại quả tức có nghĩa là chúng ta phải thẩm thấu mọi sự việc để đi vào cái quả chứng thanh tịnh. Mà cái quả chứng thanh tịnh đó, nó phải xuất phát từ một cái nhân tu tập thanh tịnh. Thì từ xưa đến bây giờ, nhân nào là quả nấy không sai. Nhân niệm Phật thì giảng sanh Tây Phương tịnh độ. Nhân hành Bát Chánh Đạo thì chứng quả Niết Bàn. Nhân hành lục độ vạn hạnh thì sẽ chứng quả Bồ Tát. Nhân giữ thập thiện thì thành trời. Như vậy đại quả có nghĩa là quả vị lớn, quả vị thanh tịnh, quả vị ra khỏi luân hồi sanh tử. Trong cuộc đời này lăn lóc trong bảy hồng trần, gia chạm với cuộc đời, người tu hành đại quả phải là người thi hành lục độ, phải biết bố thí, phải biết trì giới, luôn luôn tinh tấn, luôn luôn thiền định để đạt thành trí huệ. Có những cái phương tiện như vậy thì chúng ta mới có thể có được cái đại quả. Cho nên xin thưa quý vị, trong đời sống tu hàng ngày của huynh đệ anh em của chúng ta, chúng ta cảm nhận đi. Chúng ta cảm nhận rồi chúng ta thấy rằng là chúng ta đang đi trên con đường đó đó, nhưng mà chúng ta đi chưa trọn vẹn. Chúng ta có bố thí, chúng ta có tinh tấn, chúng ta có tu trì niệm Phật để thiền định, và chúng ta có nhận ra, và trì giới rồi chúng ta có hết. Nhưng mà xin thưa quý vị, những cái điều đó nó ở một cái mức độ cường độ nào đó thôi, nó chưa đủ rộng lớn. Bây giờ làm sao chúng ta tu tập, chúng ta phải nâng cái đó lên rộng lớn hơn. Thì thay vì chúng ta bố thí, chúng ta giúp đỡ một người nào đó là chúng ta để cầu phước báo, và chúng ta nghĩ rằng mình sẽ giúp đỡ cho người đó, và chúng ta là người cho và người khác là người nhận, thì cái tinh thần của Bồ Tát Đạo và cái tinh thần bố thí là không có người cho và không có người nhận, mà chúng ta luôn luôn phải, đây là bổn phận, đây là trách nhiệm, và cái đối tượng mà nhận là đối tượng của chúng ta tri ân. Nhờ có họ, chúng ta mới hoàn thành cái công cuộc tu tỉnh của mình để tiến tới cái bố thí của chúng ta không có chấp vào tướng. Nên hiểu được cái này là xin thưa quý vị, chúng ta sẽ làm được một cái sự việc lớn. Cái trì giới để không phải đừng có xâm phạm sinh mạng của kẻ khác, mà cái trì giới là cái đem lại an lạc cho cái đời sống của mọi người. Thì thay vì chúng ta nghĩ rằng cái trì giới để giúp mình tốt đẹp thì cái chuyện đó là một việc, mà cái trì giới để làm sao đừng gây tổn thương cho chúng sanh. Ví dụ như chúng ta giữ giới sát sanh có nghĩa là chúng ta không đe dọa sinh mạng của người khác. Chúng ta không đạo tặc, tức là không dòm ngó của cải của người khác. Chúng ta không tà dâm thì không có gật mắt xấu để dòm vợ con người khác, vân vân. Cho nên lấy chúng sanh làm nền tảng để tu tập, thì chúng ta có cái tu tập mình nghĩ về chúng sinh, nghĩ về mọi người, thì chúng ta đang sống trong cái quả lớn, cái đại quả. Huynh đệ anh em chúng ta cần phải có một cái cách suy nghiệm như vậy, để chúng ta có cái quay lại cuộc đời của chính mình, để chúng ta hành cái đại nhân
mà tiến tới đại quả. Cái người tu pháp môn tịnh độ để niệm Nam Mô A Di Đà Phật, xin thưa quý vị, đó là đại nhân. Nhân gì vậy? Nhân giảng sanh. Nhân gì vậy? Nhân nhất định thành Phật. Bởi cảnh Tây Phương là cảnh bất thoái, thế giới Tây Phương tịnh độ là thế giới của Đức Phật A Di Đà, do công đức và nguyện lực của Ngài tạo thành. Đó là cảnh đại quả. Thì chúng ta niệm Phật phải trên tinh thần đại nhân, nhân địa lớn. Cho nên Đức Thầy dạy niệm Phật là diệt trừ được vọng niệm là bên trong. Và cái thứ hai là làm sao ứng dụng bốn đại đức của chư Phật vào trong cuộc đời sống niệm Phật. Đó là bên ngoài. Trong là học Phật, bên ngoài là tu nhân. Học Phật tu nhân hoàn thành thì chúng ta hoàn thành cái tâm nguyện của sự giải thoát. Cho nên mình niệm Phật là chúng ta đang hành đại nhân để chứng vào đại quả, và một cái bậc đã quyết trí tu hành để tìm con đường giải thoát thì lúc này chúng ta cũng có thể kính lễ được rồi đó. Đủ điều kiện để ứng cúng rồi đó. Cho nên thưa chư đồng đạo, hiểu được điều này để chúng ta cố gắng tu tập hành cái đại nhân trong cái cuộc sống này, để chúng ta có được sự an lạc, bình an, mà chúng ta có thể tiến vào cái cửa phương Bắc này, đó là Bắc Phương Hắc Đế, bằng cái phương diện tu trì hành đạo của chúng ta. Cho nên đó, cái chữ đa văn trong cái đa văn thiên vương đó thì có nghĩa là chữ văn là nghe đó. Đa văn tức là nghe, nghe cùng khắp. Thì thưa quý vị, nghe cùng khắp là biểu thị cho tâm của chư Đại Bồ Tát. Hồi nãy là ngày quán mục tức là thấy cùng khắp, ngày đa văn tức là nghe cùng khắp. Vì thì quán mục đa văn có nghĩa là thiên thủ thiên nhãn, nghìn tai nghìn mắt, để rồi cứu độ chúng sinh và nghe tất cả, thấy tất cả. Cái thấy của tâm tu, cái nghe của tâm tu, cái thấy để quay lại chính mình, cái nghe để quay lại chính mình, cái thấy của lòng từ bi, cái nghe của lòng từ bi. Cho nên Ngài quán một trên tay, Ngài cầm một con rồng là biểu thị cho sự biến hóa vô biên, không có cố chấp vào một sự việc. Ngài cầm một hạt châu là biểu thị cho sự trong sạch. Chúng ta tu tập theo Ngài quán một tức là Tây Phương Xích Đế, chúng ta cần phải có sự uyển chuyển, biến hóa, để làm sao tâm chúng ta được bình an. Không nên cố chấp xa lìa tất cả các vọng hoặc, và luôn luôn giữ tấm lòng của chúng ta được trong trắng sạch trong. Còn Ngài Đa Văn thì trong tay của Ngài cầm một cái dù. Cái dù đó là biểu thị cho sự ngăn ngừa ô nhiễm. Bởi vì cái sự ô nhiễm của trần cảnh giống như những hạt mưa vậy đó. Chúng ta mà có một cái dù thì chúng ta sẽ sao? Ở trong cái sự chở che bảo bọc, sự chở che bảo bọc đó có thể là giới, có thể là định, có thể là tuệ, có thể là câu Phật hiệu, có thể là trụ sứ của tự tâm thanh tịnh, thì những cái trần gian nghiệp cảnh không thể nào xâm phạm chúng ta. Cũng như mưa nghiệp khắp trời cũng không thể ướt được người trong hiên. Chúng ta bung được cái dù của giáo pháp thì tất cả những cái sự mà ô nhiễm của trần cảnh không thể cảm nhiễm chúng ta trên thế gian này. Nếu chúng ta dòm kỹ cuộc đời này rất là ô nhiễm. Chúng sanh ô nhiễm về kiến giải, cái thấy thì tà kiến lầm lạc. Ô nhiễm về tinh thần tức là tư tưởng suy nghĩ không trong sạch. Ô nhiễm về cảnh giới, cảnh giới dơ giấy nhút nhơ. Quá ô nhiễm từ cái tư duy suy nghĩ, từ cái nói năng hiểu biết, cho đến cái cảnh sống của chúng ta thật sự ô nhiễm. Cho nên cần phải có một cái giới luật, cần phải có được một cái sự quảng đại lớn để biểu thị tu tập của chúng ta, để ngăn ngừa các cả các sự ô nhiễm đó. Cho nên huynh đệ mình tu lấy 8 điều răn cấm làm nền tảng để cho tâm chúng ta trọn lành trọn sáng. Thì chúng ta được trọn lành trọn sáng ngay nơi 8 điều răn cấm đó là tiêu chuẩn để cho chúng ta giảng sanh Tây Phương, ra khỏi luân hồi khổ đau. Thì đơn giản hơn, chúng ta đọc lại một vài điều chúng ta sẽ thấy thôi. Uống rượu là lành hay không lành? Cờ bạc là lành hay không lành? Chơi bời đàn điếm là lành hay không lành? Mấy cái đó có sáng hay không sáng? Thì những điều đó sẽ giúp chúng ta ra khỏi cái tinh thần ô nhiễm, ra khỏi cái kiến giải ô nhiễm. Và ngày nào chúng ta đủ điều kiện giải thoát luân hồi sinh tử
là ra khỏi cảnh giới của ô nhiễm. Thì được như vậy là đời sống của chúng ta từ từ sẽ bắt đầu đi xa hơn, đi cao hơn trong tinh thần của tu tỉnh. Xin thưa quý vị, riêng cái chỗ kiến giải ô nhiễm thôi đã là một điều mà chúng ta dường như thấy rõ trong đời sống này nhất. Đôi khi cái nhận diện hiểu biết của chúng ta là đúng là phải luôn, nhưng mà khi đụng chuyện thì chúng ta cố chấp. Thì chính cái cố chấp đó đó, nó trở nên cái kiến giải trong sự hơn thua phải quấy. Nó trở thành ô nhiễm. Từ cái tinh thần của chúng ta lũng đoạn cực đoan, từ cái tinh thần chúng ta cố chấp nhân phân biệt nhân ngã bỉ thử, cho nên tạo thành cảnh giới của sự khó. Từ chỗ đó chúng ta dùng cái nhân tu của chúng ta để chúng ta có được những cái quả tốt đẹp để ra khỏi ô nhiễm đó, như chúng ta cầm một chiếc dù mà thoát qua những cái trận mưa ướt át. Thì được như vậy thì đời sống của chúng ta tu tập, vậy thì chúng ta phải cố gắng đời sống chúng ta lấy nhân địa mà tu tập để chúng ta được cái quả tốt đẹp và ra khỏi những cái sự ô nhiễm trong đời sống tự tâm này, thì coi như chúng ta đã vượt qua và đi qua cái cửa Bắc Phương Hắc Đế để đi vào cái chỗ thanh tịnh để nghe dự đời Thượng Nguyên, nghe Đức Di Lặc thuyết pháp, sống một cảnh sống thánh đức, sống một cảnh sống an vui, sống một cảnh sống thanh tịnh. Xin thưa quý vị, chúng ta vừa tìm hiểu một vài điều về cách để đi vào bốn ông thẻ bằng một cái phương diện hiểu biết về Phật pháp để cho chúng ta tu tỉnh để đi vào. Chúng ta hiểu biết bốn ông thẻ không chỉ qua sự tín ngưỡng và lòng tin, mà còn là sự thọ trì Phật pháp, hành trì giáo lý lời của Đức Phật dạy, cũng như lời chỉ bảo của Đức Thầy, để một ngày nào đó chúng ta thành tựu đạo đức. Như vậy thì Đông Phương Thanh Đế là biểu thị cho đại đạo, Nam Phương Xích Đế là biểu thị cho đại đức, Tây Phương Bạch Đế là biểu thị cho đại hạnh, Bắc Phương Hắc Đế là biểu thị trong cho đại quả. Có đạo tu hành chúng ta mới phát sanh đức, từ có đức chúng ta mới có công hạnh hành trì, thì có công hạnh hành trì chúng ta mới chứng quả. Vậy thì học giáo lý Đức Thầy, hành đạo, phát triển tâm lành và chúng ta thành tịnh đạo đức, thì coi như chúng ta vào cửa bốn ông thẻ vậy. Thì qua cái bài nói chuyện tâm tình cùng với huynh đệ anh em ở trại của chúng ta hôm nay, thì tôi chỉ có một vài ý kiến cá nhân về cách hiểu biết của chúng tôi qua cái nhìn về bốn ông thẻ trên phương diện Phật giáo tu tỉnh, để chia sẻ với tất cả các anh em như vậy. Thì nguyện cầu Đức Phật Đức Thầy từ bi ban thầm chiếu hộ, gia trì cho chư quý vị được thân tâm thường trụ và cố gắng tu tỉnh để cho chúng ta đạt thành cái trí nguyện nhằm một đời một kiếp này liễu sanh thoát tử và ra khỏi luân hồi sanh tử. Thì thôi, cái bài giảng của chúng ta đến đây là tạm dừng. Một lần nữa xin cảm ơn chư quý vị đã lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.